안녕하세요. 오늘은 볶음밥을 만들러 갑니다. 볶음밥 만들려 재료 사러 마트 가고 있어요. 오늘은 다들 엄마하고 가족들이 집에 일이 있어서 저 혼자 나와서 찍게 됐습니다. 강신자 호조. 안녕하세요. 오늘은 볶음밥을 만들어 볼 건데 그 재료를 마트에서 재료를 사고 지금 집에 왔습니다. 팽이버섯. 그냥 볶음밥에 넣을 게 없어서 그냥 한번 사봤습니다. 그다음에 감자. 감자를 좋아해서 감자도 넣을 겁니다. 그리고 당근은 들어가고 당근. 그다음에 햄. 그냥 햄. 그다음에 이거는 옥수수. 옥수수도 이렇게 넣을 겁니다. 이게 볶음밥을 만들 때 이렇게 햇밥 이거를 사야 밥이 식어서 이렇게 볶음밥이 잘 됩니다. 꼭지를 두 개, 당근은 한 개, 감자도 마저 씻어줄게요. 감자도 씻어주고 이 채로 하겠습니다. 채로 이렇게 해서 감자를 썰어볼게요. 감자는 동그랗고 울퉁불퉁해서 자르기 힘들어요. 안녕하세요. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn nha. Hôm nay con trai mình vô bếp nha cả nhà. Ông chào cô chú. Từ bữa giờ con trai mình nó là chưa có lên liếp nên muốn lên liếp với cả nhà, nên từ hôm qua đã đi chợ mua đồ rồi. Nên là con trai mình hôm nay sẽ vào bếp và nấu món cơm chiên nha cả nhà. Mời cả nhà theo dõi con trai mình nấu nha. Một cơm bạc, làm đây con nhà. Để cắm dao của thằng gần hơn. Ok. 썰어줬고요. 감자 두 개, 당근 한 개. 그다음에 야채들. 이렇게 당근을 이렇게. con trai mình bây giờ sắc củ cải đỏ nha cả nhà. Không biết vào bếp như thế nào nữa mà là muốn vô bếp không à. Quay những cảnh khác thì anh ta ít chịu vào lắm, thích vào bếp để làm món ăn thôi.
당근을 이렇게 해가지고 한 것부터 이거는 이렇게 다 썰었습니다. 사각형으로 감자를 잘라볼 거예요. 싹 국가 넣어 xong tới sắc phải tay cả nhà. 감자는 더 자르기 힘들 것 같은데. 싹 từ từ là được chứ có gì đâu. 천천히 자르. con trai mình thì lại mê nấu ăn cả nhà. Thích nấu ăn lắm. 옛날 때도 볶음밥 가끔씩 했는데. Thông thường thì cái món này con trai mình ở nhà hay cũng hay làm lắm. Thèm hay là anh ta thích làm là anh ta đi chợ xong rồi vào bếp mà làm thôi. Đôi khi thì làm có những kỹ thuật không được đẹp, không lấy nhưng mà mình rất là vui cả nhà. Vì anh ta có cái sở thích nấu ăn, chịu vào bếp, chịu phụ mẹ, vậy là vui rồi. Còn vấn đề đẹp hay ngon hay không là không quan trọng lắm. Nhưng mà con trai mình nấu cũng ngon lắm. Cầm chơi. Nhìn thấy cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ. Làm cơm chiên theo kiểu của Hàn Quốc hết cả nhà. Cơm chiên kiểu Hàn Quốc để tùm lum tùm la thứ hết trơn á, muốn để gì để à. 원래는 김치 볶음밥으로 하려고 했는데 외할머니가 매운 걸 잘 못 드셔서. Con trai mình nói là đáng lẽ là làm cơm chào xào kim chi, nhưng mà do bà ngoại là không ăn cay được nên là anh ta không có xào kim chi. Mà anh ta xào những cái rau củ như thế này. Xong một củ, tiếp theo củ thứ hai. 옛날 때는 볶음밥 만들 때 되게 힘들었는데 땀도 나고 막 엄청 힘들었어. 근데 mình nói lúc trước á, vào làm nấu cơm chiên á, làm kim chiên á, mệt lắm, nó nở mồ hôi luôn. Bây giờ làm sao? 지금은 그냥 그렇게 힘들지 않아. Nó bây giờ quen rồi, không có mệt nữa. Lâu lắm rồi anh ta không có vào bếp hay nấu món cơm chiên này. Nói thường là vào cuối tuần á là làm cơm chiên ăn. Thích ăn món gì thì làm món đó. Thank you.
Hôm qua là anh ta đi chợ định làm chị hôm qua, nhưng mà về đi đi chợ xong về tối quá nên là để hôm nay mới làm. Papa. Hôm qua tự đi chợ một mình luôn, tự đi cắt tóc làm tóc xong rồi về trễ. 원래 파트에서 영상을 찍으려고 Nó là con trai mình, nó là đáng lẽ là hôm qua cũng đem điện thoại ra quay phim mà, lúc mà đi chợ á, cho cả nhà coi, nhưng mà đi ra đó người ta không có cho quay nên là con trai mình không có quay được. Nó lúc trước quay được mà giờ người ta cấm, ta không có cho quay. Ở bên hàng này đi ra ngoài quay cực lắm cả nhà ơi, người ta không có cho mình quay á. Và chỗ quay thường như quán ăn hay này kia kia nọ thường lúc nào cũng có nhạc hết à. Nên mà quay có nhạc vào thì bị cấm bản quyền á cả nhà, nên đôi khi quay ở ngoài rất là bất tiện. Nhiều khi muốn quay cho cả nhà coi cảnh bên hàng chỗ này chỗ kia như thế nào á, nhưng mà có chỗ thì quay được, có chỗ thì không quay được. 식당에는 허락을 받아야 돼. Nếu mình vô quán ăn là mình phải hỏi ý kiến của chủ, nếu mà chủ người ta cho mình quay thì mình mới được mình quay.지금 햄은 살짝 손 좀. 원래 그냥 햄을 하려고 그랬는데 마트 가다가 이게 보였어요. 치즈 스팸. 치즈. 아니 치즈가 들어가 있어요. 쇼기에서 사봤는데 유튜브에서도 가끔 본적 있어요. À, con trai mình nói bình thường là mua hem á, là không có chi chư trong đó, nhưng mà thấy ở trên YouTube á, người ta cũng hay làm có chi chư á, nó thấy vậy nên là nó mua về nó làm ăn thử xem như thế nào cả nhà. Con trai mình nói là có chi chư ở trong đó, nhưng mà sao không có trong đó, không có nghe mùi, chỉ nghe mùi hem không à. 스팸을 꺼냈습니다. 칼로 여기 테두리를 이렇게 하고 이렇게 이쪽을 이 뒤로 해가지고 했더니 빼졌어요. 스팸을 반만 단어 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 알았어. Bỏ vô hết đi. Chi À, chính giữa có chi dư ra. Đó. Cái đỏ chi chứ có sao. Cái này mẹ cũng mới thấy nè. Ông ơi, giờ có chấm bà sao? Ừ. Spam에 매운 스팸도 있고, 마라 스팸도 있고. Con trai mình nói hem này có nhiều loại lắm cả nhà, có loại cay rồi loại có để chi chư, loại này nó kia rất là nhiều. Nhưng mà mình thường ăn loại hem bình thường thôi cả nhà. Spam을 한 통에 다 넣어서 짤 거니까 간은 그렇게 많이 안 해줄 겁니다. 막상 마트에 가보니까 생각보다 살 재료가 없더라고. 마트 원래 재료를 사려고 많이 생각을 했는데 마트에 가보니까 생각보다 넣을 게 없어. Nó là ở nhà nghĩ là ra chợ chắc ra siêu thị mua chắc nhiều thứ lắm, nhưng mà ra tới đó thấy không mua được nhiều hết trơn à. Nó không 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 nhớ được mua những gì. Nhưng mà trước khi con đi mua là con phải ghi trước đi, con ghi vô tờ giấy đó. Cái xong cái ra đó cái con mua cái gì cái rất là nhanh mà mình. 뭐 넣을지 생각을 안 했어. 그냥 많이 넣으면은 맛있겠구나 그렇게 생각했어. 또 이렇게 하면은 빠르게.
Nay giỏi nè. Con sắc nhịn nhanh. À con luôn. Giá trị đi tắc tắc khi xô. Trông. Cháu trị bị xin trụ xô. Phát lệ ý kìa. Ý lúc kì. Ý gà áp phát xô. Ý lúc kì. Ăn áp nó là con trai mình nói là hem á, mềm nên là sắp chồng lên nó sắc dễ, còn hồi nãy mấy cái củ khoai tây với cái củ đỏ là cứng quá nên chồng lên sắc là nhắn suốt đau cái tay nên là không chồng lên được. Bàn tay con trai mình cả nhà thấy không, đẹp ghê luôn. Không biết mai mốt làm gì ăn ta. Thằng ta đẹp quá trời đi. Giỏi nè. Con trai mình nói rất là thú vị cả nhà. Nói chung làm cái gì cũng phải có đam mê cả nhà. Con trai mình cũng thích nấu ăn ấy, chứ không phải là ép buộc hay là này kia kia nọ. Họ thích, con mình thích thích nấu ăn, muốn vào bếp là vào bếp. Ăn uống cũng vậy, món nào ngon không ngon biết hết à. Món Việt, món Hàn gì con mình ăn cũng được hết cả nhà. Thì cái ăn chứ sức chứ bố được cái số, 그냥 생각나는 것만 그냥 다 집어서 넣어가지고. Nó là không biết làm hồi ăn có ngon hay không, nhưng mà suy nghĩ trong đầu sẽ để nhiều thứ vào trong đó. Cứ 맛있는 것만 넣어서 맛있겠지. Nãy con không lấy cái bự, lấy cái nhỏ quá, cái chén nhỏ quá. Em thằng nào chưa mua nó xong, em chúng nó vẫn tăng mặc kệ. Xong. Thứ gì thật chắc là. Okay, just 팽이 모습 이상할 수 있겠지만 왜 사는지 모르겠어요. Nó là để vào chắc có lẽ là cũng lạ lắm, nhưng mà không biết lý do gì sao hôm qua lại mua không, nên mua rồi nên là phải để vào. 이거만 넣으면은 이거 없어 보이잖아. Nó để chỉ có khoai tây, củ cà đỏ với hem vào thì ít quá. Sao con cắt bỏ cái đầu nó luôn rồi? Cái đó ăn được mà. Cắt cái con cắt ngắn quá, thế mình chỉ đúng tiền nè. Khi sao vậy chị? Nửa con cắt xích lên trên tí xíu. Rồi xong con rửa. Biết chưa? Con đừng cắt ngắn quá. Con đừng có cắt ngắn giống như cái gì. Cắt coi. Cái gì lúc cho được không? Cắt làm ba đi. Ăn kìa, y dốc cái đó kìa. Y dốc, Spiderman, kiểu cho nó. Con cắt vậy ngắn lắm. Con y dốc kéo cũng. Rồi cắt vậy cũng được. Kéo cũng. Mình xé ra từng sợi cũng được mà, khỏi cần cắt. Anh cần để cùng mà nè. Cái y dốc cho nó khuya kìa. Cái đó.
다음에 감자부터 넣을게요. 잠시만요. 감자를 넣고 이거 생각나. 이게 볶음밥 할 때 생각나는 거 있어. 아주 좋아요. 일찍 넣어야지. 더 một cái tay nha. Thắng thêm vào cái phóng ra này cho đánh xong này. Thế Thế này là cái thái có cái kéo của nó ra để đựng cho hôi cái này. Để nắm như sao tiếp. Nếu cái này mà con để hành vô nó ăn ngon, nhưng mà con không có thằng hành được á. Nó có khoai này một cú xuống đây. Nghe mùi nó bụng rồi Hiếu ơi. Tiếp theo để cơm vào nghe cả nhà. Con lấy cái sạn đó, con ấn vào. Cơm này là người ta làm bỏ vô hộp sẵn cả nhà, người ta bán. Con trai mình nói ở nhà mình nấu nồi cơm mà xào nó không ngon, nó bị nhão không có ngon, còn cái này nó ngon hơn. Hết khoan, không có để đi. Để 4 chén cơm vô rồi đó cả nhà. Thì không túi. Giờ để thêm trứng vào nữa. Xúc vô xúc. Để trứng vào rồi trộn lên tiếp nè cả nhà. Muối nữa cả nhà. Rồi, xong xong, hết rồi.
để một muỗng đường. Bí quần. Bột ngọt, nửa muỗng bột ngọt. Bột hành. Trộn đều lên. Chai cũng thật nữa. Không biết chai được. Ừ, nhận để được. Để tổn nó sao thì khoảng ngôi sao thì không biết. Để ít. Để ít luôn. Cái này tùy theo sở thích của mỗi người nha cả nhà. Ai muốn ăn sao thì xứ xào theo, chiên theo giống vậy. Còn mình thích ăn bắp nên để bắp vào. Nói chung là thích món gì cứ để vào thôi. Được. Giờ để tiêu vào cả nhà. Nó bụng quá chứ quá. Giờ xong rồi đó cả nhà. Chín rồi. Giờ chuẩn bị dọn ra ăn đây. Mời cả nhà cùng thưởng thức cùng gia đình mình nha. Món con trai mình nấu. Cái đó là tương ớt đó, có nhà tương ớt ở Việt Nam. Tomato sauce. Cái này là nước sốt của Hàn. Nước sốt cà chua. Khá cơm bột cơm mà gọi tên. Vì ok. Thôi bọc xe đó. Ăn thử cái vừa ăn chưa, vừa ăn hay còn để lên. Ok, có chút. Mình sốt sốt xí, cứ nhằm mắm mắm. Con chế lên cho cái dĩa nữa. Còn mình thử thử cái loại nước sốt nào lên là ngon. Nhưng mà thường người Hàn người ta ăn nước sốt của cà. Chan nước tương ăn cũng ngon á. Ừ.
bọn anh nằm bọn dễ thuộc hả nhắm bố khu bực kìa quên sợ nè con bà bị mắn dễ dễ chúc xin gọi là số của mày coi từ sức phun cái trong một đôi á tuyệt quá nhưng mà mình làm lạc lạng vậy đó rồi mỗi người ta muốn ăn lạc thì ta ăn còn không muốn mặn thì chan nước tương vào ăn là cho nó vừa cô sẽ cố làm ăn khăn mà sao được ừ ok chứ bài sợ ngon dạ để mình ăn thử đi con trai mình chiên cơm chiên ngon hơn cả nhà lượn hội từ hồi sáng tới giờ đi chợ từ chiều hôm qua tới giờ okay. Mà cả nhà ăn cơm cùng mẹ con mình nha ừ, cũng vừa ăn mà đâu lạc đâu nhiều số sử dụng còn mẹ không thích ăn lắm nhờ mẹ thích ăn nước tương chan cái nước tương vào là vừa thôi nha bắp ngon á có hột bắp vô ăn ngon thế nhưng còn một chùa khá cần chip cho sợ chip cao này chùa nấm nấm còn mưa con trang thử miếng nước tương nè cho miếng tương cho ngon thường cơm chiên bên Việt Nam á cơm chiên mình trang nước tương cho ngon sao mày thử miếng tương lớn để mày thử mỗi thứ miếng à cái nào ngon chấm bông, tương ớt ngon à? Trái cây, trái cây ngọt ngon chưa? Hành chấm ngon này, ớt chua. Mình thử nước nước sốt cà nhưng mà thường nước sốt cà này mẹ không có thích lắm tương ớt ngon ha tương ớt nó có vị cay cay á ngọt ngọt ngon hơn là nước sốt cà ý cô ấy sợ thô bé không gì cô ạ ý cô lắm bé không gì không sợ mẹ thô thay cái cô thô sẽ không mẹ tùy theo sở thích của mỗi người ai muốn chan cái gì ăn thì tùy có khoai tây vô cũng ngon nhất con chặt chế đu đi con khó nói cô cái này để gì là vừa ý chung tôi mất chặt tâm mất맛있다
Ấm quá sốt. Bẩn sốt. Béo béo. Bạn nói là. 아침부터 다 먹어서. Hai mẹ con mình đến đây xin tạm dừng video cả nhà. Hẹn cả nhà ở video sau. Chúc cả nhà một ngày mới an lành và hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.